Đó là em nghe người mình khách bên góc á, nghe bên bữa là nó nghe một bút khói cháy quá trời rồi. Ừ. Xong á, em xong như chỗ em quăng cái đồ ra đó, xong cái sao nó cháy lửa quá trời, lửa
con trái đỏ lên á, con trái sai trái trái đó con trái lên luôn. Nó mới đi công chuyện gì về tới thì trời mưa mà, thì á nó mới để dựng xe ngay nhà em nè, thì nó kêu xã em, anh Dũng ơi, thì nó chạy lên lầu nó kêu ông xã em xuống, thì em cũng chạy theo luôn, nó nói cháy nhà ở cháy chợ, thì á hả ba chị em á, hai vợ chồng với người đứa em á chạy xuống là thấy hả khói bịt mù hết trơn, còn chạy đi kêu quản lý đặng mở cửa cho hay, đặng vô chập lửa. Ông xã thì điện thoại kêu gọi khu vực với báo 114, thì á hả còn chạy về nói hả không có quản lý nào hết trơn á, đóng cửa rồi không có quản lý, rồi nó về á hả nó thấy khói vậy hả nó nhức đầu luôn, nhức đầu luôn, nãy giờ nó ngồi luôn á, nó hoảng sợ á, hoảng sợ nhức đầu luôn. Rồi ở đây ông xã tôi nè chạy mới là kêu bên khu phố mình, rồi làm chút sao là cỡ 10 phút anh, 10 phút là xe của bả lên tới liền á, hên lắm đó. 8:15 đứa em trai đưa tên là Trương Bố Toàn đi công chuyện về, phát hiện chảo trái chạy lên báo tôi mới chạy xuống thì thấy chợ khói lên mình một, tôi mới điện cho cảnh sát khu vực, đồng thời điện liền cho 114 và chạy qua báo cho bên chỗ đồng chí John trưởng ban khu phố, rồi chúng tôi chạy lại ban quản lý để đập cửa, nhưng mà quản lý đóng cửa, nghe nói là nhậu bên trong nhưng mà đập cả cửa nào cũng không có mở cửa. Nhưng mà cuối cùng là khi mà khói lên nhiều quá, tiểu thương, các cái tiểu thương người ta trong chợ của sạch của người ta đến, ta mở cửa, ta mở cửa, tôi hốt đồ, ta liền ra ngoài. Thì ban quản lý nó nhậu quá, nó nghe được, nó chạy lại. Thì nó cô sao mà phá sập, nó còn chửi, nó còn đòi đánh những người chủ sập. Rồi sau khi sự việc trái lên đây, người ta nói là trách nhiệm, ban quản lý vô trách nhiệm. Mà thiệt, ở đây chợ đây là biết thâu tiền thôi, chứ còn không có quản lý chợ, là tối là nhậu ngủ hoặc là về nhà đóng cửa, không có trách nhiệm gì với chợ này. Cái chuyện phòng trái cửa, ông Tuấn là ông không có trách nhiệm đâu. Ông Tuấn là ông nào? Ông Tuấn là ban quản lý chợ. Dạ. Chỉ biết là cái khu chợ thôi, lính ăn nhậu tối là nhậu, không bao giờ đi tối mà đi kiểm tra vòng chợ. Tôi nhà tôi đây nè, nhìn qua thấy mà không bao giờ thấy. Giờ 8:30 thì khoảng từ 10 phút đến 15 phút là lực lượng phòng cháy chữa cháy đến. Thì cái trách nhiệm của họ trong cái việc chữa cháy nó có tốt không? Tốt, rất là nhanh gọn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xe kéo người cổ tủ rồi kêu lại hết. Dạ đi, dạ đi.